Có một câu hỏi trước khi đi vào content này cho các bạn. Một nửa của quái vật là gì? Là quái nhân. Đó là Nitro 16 đó các bạn. Hồi trước là mình review một con Predator Helios 16. Đây là chúng ta đang review con Nitro 16 phiên bản 2023. Bạn nhìn logo nó có gì khác biệt mà bạn nào biết comment phía bên dưới nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi sâu video này để cùng tìm hiểu Nitro 16 liệu sắp tới có phải là laptop quốc dân hay không. Xin mời. Và trước khi đi vào cái phần chính của content ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn một câu chuyện chút xíu là Nitro 16 năm nay nó có một cái tên gọi khác rồi. Ở đây cụ thể chúng ta sẽ có tên là Nitro 16 Phoenix, chứ nó không còn được chia ra những cái dòng như là Nitro 5 Tiger hay là Nitro 5 gì nhỉ? Eagle giống như năm ngoái. Bây giờ nó là Phoenix nha các bạn nha. Rồi, vậy thì cái đầu tiên mình muốn nói cho các bạn đó chính là về màn hình và thiết kế của em này. Thì đầu tiên các bạn nhìn thấy đó, mở lên một cái là bạn sẽ có một cái màn hình với tỷ lệ 16:10, và đây cũng là cái điểm thay đổi nhãn tiền nhất của em Nitro 16 Phoenix này so với phiên bản tiền nhiệm của năm ngoái. Đối với lại những cái ưu điểm của màn hình tỷ lệ 16:10 thì đây là cái tỷ lệ vàng nha anh em nào mà sử dụng cho những cái tác vụ như là editing hình ảnh rồi tương tác với video, nói chung á là những người làm content creator hay là multimedia. Thì ở đây á là bạn sẽ có nhiều không gian để làm việc hơn. Ở đây mình lấy một cái ví dụ nha, với Adobe Photoshop khi mà bạn tương tác với một cái file và làm việc, bạn add thêm 5 cho tới 6 layer nữa thì cái màn hình 16:9 nó full bà nó rồi. Nhưng mà khi mà bạn sử dụng cái màn hình 16:10 á thì từ 5 cho tới 6 layer bây giờ nó sẽ tăng lên thành 9 cho tới 10 layer. Vậy nên bạn sẽ có một không gian làm việc rộng hơn, mà ở đó bạn chắc là sẽ không cần phải mua thêm một con màn hình thứ hai để phải thực hiện cái tác vụ đó. Và xét về chất lượng hiển thị thì ở đây mình đang có hiện cho các bạn cái bảng thông số để cho các bạn có thể dễ dàng theo dõi. Đây vẫn là một em màn hình Full HD 165Hz. Nhưng khi mà mình có đo thực tế màu ra thì em này nó đạt 100% sRGB nè, 400 nits sáng cũng như Delta E, dưới 1 khi mình có cân lại. Thực sự á, đây là một cái điểm hoàn hảo dành cho những bạn nào mà sử dụng cho multimedia và làm content creator đó. Vậy chốt lại cho các bạn, màn hình ở đây, đây là con laptop gaming sở hữu Core iGen 13 với tỷ lệ 16:10 duy nhất trong tầm giá này. 10 điểm chỗ này, Acer làm tốt đấy. Tuy nhiên, quay trở lại bản chất của cái vấn đề, bởi vì đây là một con màn hình có tỷ lệ dài hơn, tức là 16:10. Vậy nên tổng thể máy nó cũng sẽ to hơn và nó kéo theo một vài thứ cũng được nhét thêm vào bên trong đây, nhưng là những thứ ngon nghẻ. Đầu tiên là bạn sẽ thấy nó sẽ có được trang bị thêm một cái nút turbo ở bên góc giống như là những con Predator, để bạn có thể chuyển đổi những cái chế độ hoạt động của máy một cách nhanh chóng. Thứ hai, nhìn xuống chút xíu về cái phần touchpad, bạn sẽ thấy là nó to hơn rồi. Và đặc biệt cái touchpad năm nay thì Acer cũng đã hoàn thiện nó tốt hơn và chắc chắn hơn. Thêm một cái nữa, khi mà bạn nhìn xuống dưới cái mặt D, tức là cái phần mặt đáy của cái máy ha, thì bạn sẽ thấy nó có nhiều đường cắt xẻ để hút gió hơn. Vậy nên mình kỳ vọng chút xíu nó phải tản nhiệt ngon hơn. Và cũng như là đi thêm một chút xíu nữa về cái phần bàn phím, thì bạn sẽ thấy bàn phím layout nó cũng như năm ngoái nè, nó vẫn là cái build full nhựa cứng cáp. Và có một cái đặc biệt ở đầu intro mình có nhắc cho các bạn đấy là cái logo Nitro năm nay. Bạn nhìn thấy nó có giống một nửa của cái logo Predator cắt ra không ạ? Và cũng bởi vì cái hệ quả của việc cái máy này nó to lên và được nhét thêm nhiều thứ ở bên trên đây đó, cho nên là cái trọng lượng của nó vẫn không thay đổi gì so với phiên bản năm ngoái các bạn ạ. Nó khoảng 2,5kg, và nếu so với những phiên bản năm ngoái thì nó nặng hơn 35g, thì cái chỗ này mình coi như là không thay đổi gì đi ha. Và thêm một cái tiếp theo mà các bạn rất là quan tâm nếu như bạn mua laptop gaming, đó là cổng kết nối, đặc biệt là có nhiều hay không. Xin thưa các bạn, nó vẫn nhiều giống như phiên bản năm ngoái thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ có nè, cổng USB-A và jack 3.5 sẽ được phân bố ở hai bên ha. Và đặc biệt có một chỗ mình rất thích mà Acer Nitro 16 Phoenix nó giữ lại so với những phiên bản năm ngoái là những cái cổng to to nó nhét ở đằng sau. Thì ở đây chúng ta sẽ có cổng HDMI và cổng sạc được nhét ở đằng sau, và cũng như là USB-C nó cũng để đằng sau. Và đặc biệt nha, hai cổng USB-C của máy này đều hỗ trợ xuất hình thông qua DisplayPort, và nó có hỗ trợ luôn cả Power Delivery. Nói về cái tính năng Power Delivery này chắc mình không cần phải nói nhiều về cái sự tiện dụng của nó rồi. Vậy là xong cái phần ngoại quan và cũng như là màn hình, những cái điểm mình wow rồi. Sang tới cái phần cấu hình này các bạn. Cấu hình được biết của Nitro 16 Phoenix năm nay á, đối với mình biết á, thì nó sẽ được trang bị là Core iGen 13 hoặc là Ryzen 7000 series kẹp với lại RTX 40 series của Nvidia từ 4050 cho tới 4070. Và ở đây bạn đang nhìn thấy cái graphic của nó. Nhưng mà đối với lại cái phiên bản mà mình đang cầm ở trên tay đây, nó lại là con sample, nó không có được sở hữu như con 40 series kia. Và ở trên đây nó trang bị Core i7 13700H kẹp với lại 16GB DRAM 5 Dual Channel, và có một con RTX 3050 6GB trên đây. Đây là một con GPU mới nha, không biết là cái phiên bản này có bán ở ngoài thị trường hay không, nhưng mà
mình nghĩ là sẽ có đó, và giá nó sẽ cạnh tranh hơn so với những phiên bản RTX 40 series. Rồi, vậy cụ thể hiệu năng của nó như thế nào? Vì đây là bản sample cho nên á là mình không thể đánh giá chính xác được cái khả năng tản nhiệt của em máy này. Tại vì cái hệ thống tản nhiệt của em này nếu mà so với là những con 40 series là nó khác. Tuy nhiên nha, về hiệu năng và nhiệt độ của em Core i7-13700H ở trên đây khiến mình rất bất ngờ. Đó, đầu tiên là mình chấm với Cinebench R23 thì hiệu năng em này trả ra dễ dàng đánh bại 12700H của phiên bản tiền nhiệm. Cái thứ hai là về nhiệt độ của em này, tất cả là nhờ hệ thống tản nhiệt được trang bị liquid metal, tức keo kim loại lỏng, và nó được trang bị một hệ thống tản nhiệt với hai quạt tốc độ cao. Còn về nhiệt độ của máy khi mà mình gaming á thì nó cũng giống như trên nè, nhiệt độ nó cũng vẫn rất là tối ưu. Thì khi mà mình có test với cái bản sample này á thì nhiệt của cả CPU lẫn GPU đều loanh quanh dưới 70 độ C thôi. Và nếu như bạn nhìn vào những con 4050, 4060, 4070 trên laptop đều có cái mức TGP mình test thực tế trước đó là dưới 100W, và cộng thêm cái hệ thống tản nhiệt của những con 40 series đó tốt hơn so với con sample này, thì nhiệt của nó, kỳ vọng của mình nha, nó sẽ còn mát hơn con này nữa. Và bởi vì nó được trang bị một cái hệ thống tản nhiệt với hai quạt tốc độ cao, nên là ở đây khi mà bạn gaming nó bật mắt công suất quạt lên thì bạn sẽ nghe thấy cái tiếng quạt tương đối là ồn. Nhưng mà chỗ này có hai điểm tích cực nha, là bạn hoàn toàn có thể, thứ nhất là tinh chỉnh cái tốc độ quạt ở bên trong NitroSense, là cái phần mềm điều khiển của con Nitro 16 này. Và cái thứ hai nữa, hồi nãy mình nói với bạn đúng không, nhiệt nó mát mà, bạn giảm tốc độ quạt xuống thì nó cũng vẫn mát mà thôi. Và dĩ nhiên trong cái phần cấu hình và hiệu năng này thì mình cũng phải nhắc cho các bạn về mux switch nè, rồi override màn hình nè. Cái phần này tụi nó được tích hợp ở trong NitroSense rồi các bạn ạ. Nó khác so với con Predator Helios 16 trước đó mình đã có làm cho các bạn. Thì cái mux switch của con Predator đó bạn sẽ phải vào BIOS để bạn bật hoặc tắt đúng không? Con này nó tích hợp sẵn ở bên trong phần mềm NitroSense luôn. Và xong cái phần mình nói cho các bạn về hiệu năng và cũng như là tính năng ở trên em này. Có một cái mình muốn nói thêm cho các bạn là dành cho những bạn nào mà quan tâm về con RTX 30506G mới ở trên laptop này, bản sample này ha. Thì ở đây bạn đang được nhìn thấy cái bản graphics. Ngoài cái việc là nó có nhiều VRAM hơn thì nhân CUDA của nó cũng nhiều hơn. Và chốt lại cho các bạn chỗ này á, con này nó sẽ có sức mạnh nằm giữa 3050 laptop và 3050T laptop. Tức nó chỉ là một cái phiên bản cắt giảm băng thông RAM của 3050T trên laptop mà thôi. Và cuối cùng là cái phần khả năng nâng cấp và thời lượng pin. Cái này rất là quan trọng với laptop gaming này. Khả năng nâng cấp của em này năm nay vẫn rất là tuyệt vời khi bạn vẫn sẽ có hai khe RAM và hai khe M.2 PCIe 4.0. Và ở đây nó có một cái thứ cắt giảm so với phiên bản năm ngoái, là năm ngoái bạn sẽ thấy ở bên trong nội thất nó sẽ có một cái khoang để cho bạn gắn SATA 2.5, ở trên đây là không. Đó. Còn viên pin của em này là 57.45 Wh, nó không khác gì phiên bản năm ngoái hết. Và đối với thời lượng pin thực tế tụi mình test ra, nó sẽ đạt được 5 tiếng playback video ở trên YouTube sau khi mình đã có tối ưu lại cái hiệu năng của nó rồi. Và ngoài ra nó sẽ còn có một phiên bản khác sử dụng RTX 40 series, là cái phiên bản thương mại mà sắp sửa bán tại Việt Nam á, nó sẽ có viên pin lớn hơn là 90 Wh, và kỳ vọng của mình thời lượng sử dụng pin của nó sẽ gấp rưỡi so với em này. Xong cái phần review cực kỳ chi tiết của mình, về lúc này là mình tổng kết cho các bạn nè. Em này khiến mình hype quá các bạn. Như các bạn thấy á, năm nay Acer Nitro 16 Phoenix nó được nhét vào rất nhiều thứ mà thậm chí là Predator cũng có, hay là nó được thay đổi và cũng như là được thêm vào những cái tính năng mà Predator không có. Dạ, thì nó vẫn rất là ngon. Đầu tiên là màn hình nó tốt nè. Thứ hai đó là bạn thấy hiệu năng và tản nhiệt của nó cũng rất là cân bằng. Và đặc biệt là đối với phần mềm nữa, họ cũng đã fix trên con này luôn sau cái bài review Helios 16 của mình. Chắc là Acer cũng biết lắng nghe người dùng dữ lắm á. Rồi thêm một cái nữa nha, con này gần như là không có điểm yếu trong cái tầm giá này của nó. Và mình nghe đồn là giá mở bán của em này sẽ rất là cạnh tranh. Vậy thì đây có phải là con laptop quốc dân trong năm 2023 hay không? Góc độ của mình nha, chấm nó 9.5/10 rồi đó. Tức là nó là quốc dân đó các bạn ạ. Vậy chắc chắn nếu mà bạn đang quan tâm về sản phẩm này, đừng ngại xuống tiền, đây là một sản phẩm rất đáng mua. Ngoài ra thì có một cái hồi nãy mình có nói với các bạn là quạt của nó nghe khá là rõ. Nhưng mà đúng rồi, hồi nãy mình có nói với các bạn là cái nhiệt độ của nó đã tốt sẵn rồi. Và đặc biệt bạn hoàn toàn có thể là tinh chỉnh trong NitroSense mà không phải lo về việc nhiệt độ nó tăng quá cao. Đủ 9.5/10 chứ, trừ 0.5 điểm chắc là do ông nội này ông thấy ồn đúng không? Xong rồi đó, hết rồi. Vậy là tổng kết video của mình đã xong. Còn bây giờ thì cảm ơn bạn đã theo dõi video đến tận giây phút này. Và cũng đừng quên để lại một like, một share, một subscribe như một sự kiện nhằm giúp tụi mình. Và nếu như bạn có lựa chọn sản phẩm này, cũng đừng quên để lại comment phía bên dưới để cho những anh em khác vững tâm hơn nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn lại trong video tiếp theo nha. Oh shit. Đừng quên Nitro có quá không? Nitro có chế độ bảo hành vàng. Chứ bảo hành VIP 3S1 bảo hành trong vòng 3 ngày. Nếu mà qua 3 ngày đó bạn sẽ được đổi một con máy mới.